quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan đã triển khai hiệu quả kế hoạch hỗ trợ thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2023-2027. Đề án phát huy tinh thần và hỗ trợ thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2027. Phối hợp chỉ đạo thành lập 105 câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp huyện và cấp cơ sở với hơn 2.000 thành viên, chỉ đạo thành lập câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, giải quyết việc làm được triển khai có hiệu quả, đã tạo dựng được uy tín của tổ chức đoàn hội đối với hội viên và thanh niên. Cùng với cán bộ của Ban phong trào tỉnh đoàn, chúng tôi đến thăm hợp tác xã nấm Tam Đảo của anh Nguyễn Quốc Huy, một điển hình trong khởi nghiệp và lập nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc. Được thành lập từ năm 2009 với lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ là nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu, nấm đông trùng hạ thảo, lương thực, thực phẩm, các sản phẩm chế biến sâu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nông nghiệp. Trong thời gian 15 năm qua, hợp tác xã nấm Tam Đảo đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, song với sự kiên trì, bền bỉ, đến nay, hợp tác xã đã có 9 trên 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao, 2 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Với những kết quả đạt được, hợp tác xã nấm Tam Đảo đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các hội và đoàn thể. Đặc biệt, năm 2018, anh Nguyễn Quốc Huy được Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của, một giải thưởng uy tín dành cho nhà nông trẻ xuất sắc có thành tích nổi bật trong khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh. Đối với tôi, cái quan trọng nhất nó là cái sự quan tâm động viên của các cái tổ chức đoàn hội để cho mình có thể tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để mà vượt lên. Và thứ hai nữa là một cái phần kinh phí của đoàn hội cũng giúp cho chúng tôi là sắm sửa thêm trang thiết bị một phần là để phục vụ cho cái việc sản xuất được tốt hơn. Thì từ đó nó có một cái động lực và cái đà để mình phát triển được như bây giờ. Hiện nay, hợp tác xã đang tạo việc làm cho 15 lao động với 7 lao động thường xuyên và 8 lao động thời vụ. Mức lương bình quân là 7 triệu đồng một người một tháng, doanh thu mỗi năm của hợp tác xã là trên 3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng một năm. Mô hình sản xuất của anh Nguyễn Quốc Huy cũng được lãnh đạo địa phương đánh giá cao. Đến thời điểm này thì cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo và một số mô hình khác của anh Huy đến nay thì cũng đã gặt hái được khá nhiều thành công. Đấy, trong đó là đã có khoảng 10 sản phẩm OCOP, trong đó có những sản phẩm đã được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Đấy, và đối với những cái mô hình này thì cũng đã tạo được cái thu nhập khá tốt cho gia đình cũng như là tạo được một số cái công ăn việc làm cho người dân địa phương. Đấy, và góp phần cho địa phương trong cái quá trình mà giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cũng như là có những cái mô hình để nhân rộng cho địa phương trong thời gian tới. Cùng nằm trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, có một gương mặt thanh niên làm kinh tế giỏi với việc khai thác, chế biến một loại cây đặc hữu thành những sản phẩm có giá trị cao. Năm 2017, nhận thấy trà hoa vàng là một trong những loài cây đặc hữu quý hiếm, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do việc thu mua ồ ạt của các thương lái nước ngoài, anh Nguyễn Đức Độ đã trồng và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của cây trà hoa vàng Tam Đảo. Và đến tháng 12 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn trà hoa vàng Tam Đảo được thành lập để tạo ra những sản phẩm tốt nhất từ cây trà hoa vàng Tam Đảo đến tay nhiều người để nâng cao sức khỏe cho người Việt và tạo ra những sản phẩm gắn liền với vùng đất Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, công ty đã đưa ra thị trường 2 sản phẩm từ cây trà hoa vàng là hoa trà hoa vàng và trà túi lọc hoa vàng Tam Đảo. Cả 2 sản phẩm trên đều được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Qua nhiều lần tôi nghiên cứu thì cũng tạo ra được những cái sản phẩm về cây trà hoa vàng. Ngoài ra thì ví dụ như là cũng gặp rất nhiều khó khăn thì cũng có sự động viên của anh chị đoàn viên cấp huyện, cấp xã, cấp tỉnh và cũng được các anh chị hỗ trợ những vốn vay như là vốn vay về khởi nghiệp về khoảng 50 triệu về khởi nghiệp ấy thì cũng là một trong những cái mà hướng đến dẫn đến cái sự thành công của bây giờ như bây giờ. Đó là những cái khó khăn và những cái thuận lợi khi mà tôi khởi nghiệp cái trà hoa vàng. Bên cạnh việc đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp,
tổ chức đoàn hội của tỉnh Vĩnh Phúc còn khuyến khích, động viên thanh niên tham gia các câu lạc bộ, hội, nhóm theo ngành nghề, sở thích, cùng chung tay trong các hoạt động xã hội. Như hình ảnh các bạn đang xem là một buổi cắt tóc, gội đầu miễn phí dành cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Câu lạc bộ tóc Vĩnh Phúc được thành lập 2015 với sự bảo trợ của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Và câu lạc bộ tóc đều có quy chế hoạt động hàng năm, hàng quý đều được làm công tác an sinh xã hội, đi làm công tác từ thiện các trung tâm bảo trợ xã hội trong tỉnh, các bệnh viện. Và trong gần 10 năm qua thì câu lạc bộ tóc Phúc cắt tóc và gội đầu miễn phí cho hàng chục nghìn người bệnh và người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Có thể khẳng định rằng việc đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, khuyến khích động viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội chính là một việc làm quan trọng mà tổ chức đoàn, hội của tỉnh Vĩnh Phúc đã làm được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự định hướng hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc đã có những kết quả tích cực. Các hoạt động, các phong trào của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều sự chuyển biến, đã có những đổi mới về nội dung và hình thức, tiếp cận được đông đảo lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh. Và đã qua đó đã góp phần hình thành lớp thanh niên trong thời kỳ mới có bản lĩnh, vững vàng, giàu lòng nhân ái, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, trong tham gia phát triển kinh tế xã hội và sẵn sàng đảm nhận những việc khó khăn hướng tới cộng đồng. Năm 2024, năm quan trọng diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029, cũng là dịp để tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác hội trong suốt nhiệm kỳ 2019-2024. Hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của tổ chức hội và có thêm nhiều chương trình đồng hành với thanh niên trong mọi mặt của đời sống xã hội.